Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự cùng người lạ Tara. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn như mọi ngày thôi, đó chỉ là một cái trải bài như thường lệ. Và thông điệp của chúng ta, à không phải thông điệp mà là cái câu hỏi của chúng ta, cái topic của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Đó chính là sứ mệnh của bạn trong kiếp này là gì? Ok, để giải thích một chút xíu về cái chủ đề này ha. Sứ mệnh là cái gì? Sứ mệnh tức là bạn đến trong cái cuộc đời này, bạn sẽ có cái để lại được cái gì cho cuộc đời này, hoặc là bạn sẽ đem cái gì đến trong cuộc đời này, đó chính là cái sứ mệnh của bản thân bạn. Ví dụ như sứ mệnh của Dear trong thời gian hiện tại chẳng hạn là đem đến cho mọi người những cái sự chia sẻ cho ta trong tarot, để cho mọi người giải trí, ví dụ như vậy. Đó là sứ mệnh của Dear trong thời gian này. Vậy thì còn mọi người, sứ mệnh của mọi người là gì? Có bao giờ mọi người tự đặt ra một câu hỏi là mình sống để làm gì, mình tồn tại trong cuộc đời này có ý nghĩa gì, có nghĩa lý gì hay không? Thì có thể là cái ván trải ngày hôm nay của Dear sẽ giúp mọi người định hình lại một chút xíu, hoặc là có một cái nhìn như thế nào đó về cái sứ mệnh của bản thân mình trong cái khoảng thời gian hiện tại này. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. À quên, trước khi bắt đầu thì ở đây lại có 4 tụ bài bình thường thôi. 1, 2, 3, 4 thì chọn tụ bài theo tuần tự thôi. Mình thích cái nào thì mình chọn cái đó, và nhớ là phải thật sự cởi mở vì đây là một ván bài trải chung nha. Còn bây giờ thì thật sự là bắt đầu thôi rồi đó. Ok, tụ bài số 1 bắt đầu với viên đá lapis màu xanh dương. Chúng ta thể xem bây giờ á, cái câu hỏi của mình là cái gì ta? Câu hỏi của mình là sứ mệnh của bạn trong cái kiếp này là cái gì? Thì đầu tiên phải xem là bạn á, bạn mong muốn bạn là cái gì trong 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 khoảng thời gian này, tức là bạn định hướng bạn là ai? Bạn định vị bạn là ai trong cái cõi nhân sinh này? Đó, đầu tiên The Moon. Tiếp theo bên tát The Love. À không, two cup. Wow, the love luôn. Wow. Dear có một cái cảm nhận giống như cái bạn chọn tụ bài số 1 á. Các bạn đang định hướng mình giống như một cái người thấu suốt, một người gọi là một người rất là sáng suốt, thấu hiểu những người khác trong cái cuộc sống này. Bạn có lá the moon mở ra cho thấy được cái việc á, bạn là một cái người vô tư, và bạn là một cái người hơi mơ mộng. Có thể trong thời gian hiện tại á, bạn là một cái người chưa có cái định hướng rõ cho bản thân gì là gì cả. Bạn vẫn đang đi theo cái xu hướng rằng là vui là chính. Ở đây bạn có rất là nhiều những cái lá số 2, đó là cái lá Two of Pentacles và Two of Cups. Nó đều thể hiện cái sự kết nối, liên kết cả. Cái lá Two of Cups nó nằm ở giữa đây, càng cho thấy được việc bạn là một cái con người ứng xử với người khác bằng trái tim. Nên có thể bạn đang định hướng bạn trong mắt người khác là một người biết cách ứng xử nè, là một người khéo léo, một người khôn khéo, một người ăn nói giỏi, một người nói chuyện hay, dạng giống vậy đó. Đó. Nhưng mà bạn định hướng là như vậy, nhưng mà vậy thì còn sứ mệnh thật sự của bạn là cái gì? Cuộc đời này đang mong muốn bạn là cái gì? Wow. Đầu tiên có lá Nine of Swords, lá Chariot, lá Nine of Pentacles, lá Eight of Swan, và lá cuối cùng là Ten of Cups. Wow. Có cảm giác giống như là sứ mệnh đang bắt buộc bạn á, bạn sẽ phải trở thành một cái người suy tính kỹ lưỡng nè, là một cái người của cái sự cho đi và sự hy sinh. Có thể đâu đó ở đây á, cái mà nó đang nhắc tới đó chính là cái sự khôn ngoan của bản thân bạn, cái những cái trải nghiệm của bản thân bạn phải đánh đổi bằng rất là nhiều thứ khác trong cuộc sống. Ví dụ như bạn muốn có cái trải nghiệm đó đối với người ta thì người ta có thể nhìn và học hỏi, nhưng không, bạn là bạn phải trải nghiệm mà mới trải qua cái nỗi đau đó, rồi thì mọi thứ mới xong xuôi. À, đó là cái kiểu của bạn, ok không? Thật ra cái ván trải này á, thì nó cũng khá là ngắn thôi, cho nên chúng ta cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều ở đây. Một cái rất là rõ ràng là hiện tại thì bạn đang định hướng bạn là một cái người thiên về cảm xúc, nhưng đi nhìn thấy được cái dạng giống như là vũ trụ đang muốn định hướng bạn á, bạn phải là một cái người điều khiển tốt cái cảm xúc của bạn, và nó thiên về phần lý trí nhiều hơn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ở đây bạn có lá Nine of Swords. Có thể những cái khó khăn rắc rối của cuộc đời á, những va chạm sắp đến trong cuộc đời của bạn, hoặc là đã có những va chạm đó rồi nhưng mà nó chưa đủ nha. Những cái va chạm đó rồi ngày càng nó sẽ khiến cho bạn rắn rỏi hơn, nó sẽ khiến cho bạn gọi là sao ta, dứt khoát hơn, bạn sẽ uyên bác hơn trong cái cuộc sống này. Đó chính là cái sứ mệnh của bạn trong cái kiếp này. Bạn sẽ trở thành một cái người chính chuyên theo cái kiểu giống như là
làm chủ cảm xúc bản thân, xong rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm đó ra mọi người, rồi đem đến tình yêu lan tỏa. Mặc dù bạn thì bạn chỉ muốn bạn là một cái dạng là một con người được yêu thương và sẽ đi yêu thương thôi đó, nhưng mà bao nhiêu đó dừng đó thôi thì chưa đủ, vũ trụ sẽ còn đào tạo bạn thành một cái người đẳng cấp hơn nữa. Bạn sẽ trở thành một cái người uyên bác, bạn sẽ trở thành một cái người uyên bác và siêu việt. Ở đây để xem bạn có lá bài gì cho cái thông điệp khả năng của bạn. Bạn có lá nữ thần Nyalorokidun. Đây là một cái nữ thần đến từ Indo nha. Đây là một nữ thần đến từ Indo. Và ý nghĩa của cái lá bài trong cái nữ thần Mermel, nữ thần tiên cá này á, nó có ý nghĩa là cái sự trí tuệ, hoặc là có cái gì đó thông tuệ. Ở đây á, càng làm rõ ra được tất cả những cái bước đệm như thế này. Tại sao Knight of Swords nó mở đầu cho cái sứ mệnh của bạn, là bởi vì Knight of Swords là một cái gì đó ám ảnh, một cái gì đó hành trang mang theo ám ảnh hết suốt cuộc đời bạn. Cho nên nó rất là có thể cái trí tuệ như hồi nãy đi nói, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm mà bạn có trong cái cuộc sống hiện tại, bạn đều phải trải qua những cái rắc rối rất là lớn trong cuộc đời, và bạn phải trả giá rất là lớn, trong khi đôi khi người ta không cần đến mức như thế mà người ta vẫn thành công. Còn không, bạn thì hơi tội nghiệp hơn một chút xíu, bạn phải trải nghiệm qua nó hết. Nhưng đi cảm thấy là bạn sẽ rất là trân trọng nó, và bạn cũng đã rất là trân trọng những cái tình cảm, những cái tình cảm và những cái thử thách mà cuộc đời này nó dành cho bạn. Ok, tụi bài số 1 kết thúc. Ok, bây giờ thì là tụ bài số 2. Tụ bài số 2 bắt đầu với cái viên đá vân vân. Ở đây cũng rất là đẹp đúng không? Đi không biết cái tên của cái viên này là cái gì nữa. Ok, chúng ta để đây để trả lời cho câu hỏi rất ngắn gọn thôi. Đó là sứ mệnh của bạn trong cái kiếp này đó là cái gì? Thì Đi sẽ lấy ra bạn một số lá. Đầu tiên thì Đi muốn nhìn thấy xem bạn định hướng bạn là con người như thế nào. Bạn định hướng bạn ra sao? Bạn định hướng bạn là ai, là người như thế nào, là sao? Ở đây đi nhìn thấy được rằng bạn có lá trước cơ mình. Bạn muốn bạn trở thành một cái người đi đánh giá, hoặc là một cái người giám sát á. Dạng giống như là ở trong nghệ thuật thì sẽ có những người bình luận nghệ thuật nè, văn học thì sẽ có người bình luận văn học nè. Thì bạn á, bạn muốn trở thành một cái người giống như là một cái người đứng bên ngoài cuộc chơi của những người còn lại, nhưng mà bạn thấu hiểu được tất cả mọi thứ. Bạn bình luận về nó, hoặc là bạn sẽ nói về nó một cách rất là hay ho. Cái lá trước cơ mình nó còn có thêm một cái nghĩa là bạn có thể trở thành một cái người đi xác lập lại những cái thứ mới mẻ toàn thiện hơn. Thế cái kiểu giống như là bạn đi đổ vỏ gì đó, thế kiểu giống như có ai ăn ốc xong rồi bạn rảnh quá, bạn không có chuyện gì làm, bạn đi đổ vỏ giùm ta. Đó, bạn dễ thương lắm. Nói chung là cái định hướng của bạn là cũng là hơi đi theo kiểu giống như là hơi sao? Hơi bao đồng, hơi ba phải đó. Nói chung là bạn thích như vậy, bạn thích. Cái tiếp nữa là bạn đang định hướng bạn trở thành một cái người trầm tĩnh, và làm cái gì thì cũng phải thông tuệ, làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ nhiều, làm cái gì thì cũng phải chắc chắn, đi một bước là xứng đáng một bước, chơi một cú là đã một cú, chứ không có kiểu là gọi là, nói chung là đẩy cú nào là thú cú đó, chứ không có gọi là đánh không trượt phát nào đấy. Đó, chính xác bạn đó. Bạn nói chung là bây giờ bạn đã định hướng bạn trở thành một cái người dạng giống như là phải là có một cái độ chắc chắn trong cái tâm thức, tiềm thức và cái ý thức của bạn, để cho người ta nhìn vô bạn á, người ta cảm thấy bạn là một người rất là vững chãi nè, một người điềm tĩnh nè, một người không có phải là đi theo cái xu hướng, mà bạn có một cái cá tính riêng của bạn, bạn có luật chơi riêng của bạn, bạn thông minh và bạn cũng bí hiểm. Bạn thông minh và bạn cũng rất bí hiểm. Bạn muốn đào tạo bạn trở thành giống như bạn giống như là nhà Slytherin của Harry Potter, rất là ma mảnh. Và bạn đôi khi thì bạn cũng biết đôi khi đâu đó có một cái tính xấu của bạn là hay đi phán xét người khác á, nhưng bạn lại thích cái sự phán xét này, bởi vì khi đó bạn sẽ bắt chẹt được người ta là ai, người ta là như thế nào. Thật ra cái tụ bài này không phải là tụ bài Đi chọn nha, nhưng mà riêng với lá Joker mình thì nó khá là giống cá tính của Đi. Một cái là Đi ghét á, Đi nhìn ai Đi cũng biết bắt chẹt được lỗi của người ta, ghét rồi trời ơi. Nhìn ai mình cũng thấy là ồi thằng đó nó vậy nè. Cái nhưng mà ông bà người ta cũng nói có một câu á là thấy cọng rác trong mắt người khác nhưng mà thấy cây đa trong mắt của mình á. Thì nhiều khi Đi cũng hiện chạy đó. Trời, cái clip này giống như tôi đang tự chửi tôi vậy mọi người. Ok, cái này là bạn nha, bạn đánh giá bạn là như vậy, nhưng mà cuộc đời này bạn định hướng bạn là như vậy rồi, nhưng cuộc đời này muốn bạn là ai? Đầu tiên, thay vào cái vị trí của Joker mình là sự phán xét, thì nó muốn bạn trở thành một cái người thông tuệ, một cái người sáng suốt hơn là một kẻ phán xét. Thay vào vị trí của King of Swords là một cái người ma mảnh, thì ở đây là lá Gen, là một cái người có cái lực chắc chắn, là một cái ông chủ tiềm năng, là một cái người cai quản được người khác. Thay vào vị trí của lá Eight of Wands ngược thì đó là lá Ten of Wands. Bạn không phải là một người chậm rãi, bạn không phải là một người chắc chắn nữa, mà bạn phải là người có lực đối với người khác. Và cuối cùng lá Full, bạn không phải là một cái người gọi là
cái gì, bạn không phải là một cái người tự do hay là một cái người không thay đổi mình. Tại The Fool có nghĩa là sự đổi mới hoặc là một hành trình mới, mà ở đây nó ngược thì đi sẽ mạn phép được dịch là bạn thường là một người không có thích thay đổi quá nhiều trong cuộc sống của bạn. Thì ở đây á, cuộc sống này nó không có muốn bạn theo cái kiểu đó, mà nó muốn bạn nhìn theo cái kiểu là bạn là cái người không có muốn làm cái gì để nói chữ phải chi, tức là bạn không bao giờ làm cái gì để mình phải tiếc nuối cả. Là sau này bạn sẽ định hướng bạn là như vậy đó. Và thay cho lá Seven of Swords thì đó là lá Ace of Swords, tức là cũng có bí hiểm, cũng có thông thái, cũng có ma rành, nhưng mà vừa vừa phải phải thôi, chứ không phải lúc nào cũng ma mạnh quá thì người ta sẽ gọi là bị xa cách với mình đó. Thì ở đây cho thấy được rằng có thể trong cái thế giới này bạn sẽ là một cái người hòa giải, hoặc bạn sẽ là người lắng nghe, hoặc bạn sẽ là người đi healing người khác, vậy giống như là đi có một câu chuyện gì đó đi đến đi ngồi trước bạn, đi sẽ tâm sự cho bạn, bắt đầu bạn sẽ phân tích cái câu chuyện đó ra. Thì cái cách phân tích của Chuckerman là một cái sự phán xét, nhưng cách phân tích của Happy Red á là một cái sự thông tuệ, vậy là chỉ giải thích thôi chứ không có bắt ép người ta phải làm theo cách của mình, hay là cũng không có phán xét là bạn làm như vậy là sai, tôi làm thế này mới đúng. Đó, thì đó là cái cuộc đời mà bạn muốn đưa bạn đến cái kiểu là một cái người đi làm mới người khác, mỗi người đi chữa lành người khác, dạng giống vậy á. Cảm nhận của đi rất rõ ràng ở đây nó là như thế. Bên cạnh đó thì đi có lấy ra một cái lá bài từ trong cái bộ bài của các nữ thần, đó là lá bộ bài Legendary Lady. Nên ở đây á, để xem bạn có nữ thần nào nè. Bạn có nữ thần Setna. Cái vị thần này á, nó có mang một cái tầng nghĩa, đó chính là cái sự làm mới hoặc là làm sạch một cái gì đó. Làm mới hay là làm sạch một cái gì đó. Cho nên rằng là rất có thể nó rất là liên kết với những cái tầng nghĩa nãy giờ đi cung cấp cho bạn á. Bạn làm mới đây không phải là làm không phải là dọn dẹp nha. Linsing ở đây không phải là dọn dẹp, mà renew. Đi nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái chữ renew, tức là làm mới lại một ai đó, làm sạch lại một ai đó, tức là làm cho họ trở nên thư thái hơn, thư giãn hơn, làm cho họ trở nên bớt lo âu hơn. Có thể đó là những cái tầng nghĩa mà bộ bài này nó đang gửi đến bạn. Và cái gọi là cái thông điệp, cái sứ mệnh của bạn trong cái kiếp này đó chính là đem đến cái sự thoải mái cho người khác, hoặc là kiểu như một cái sự làm mới cho người khác, chia sẻ với người khác, cất đi gánh nặng cho người khác. Wow, it's so good. Wow, tụi bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta tiến tới với ván trải của tụ bài số 3, với câu hỏi rằng là sứ mệnh của bạn trong kiếp này là cái gì. Thì đầu tiên đi muốn xem bạn định hướng bạn xác định bạn xem bạn là cái gì, bạn xem bạn có cái sứ mệnh gì trước cái đã. Wow, đầu tiên mình có lá Ten of Wands, tiếp có lá Six of Cups, có lá Two of Swords, có lá Eight of Cups, có lá Three of Cups. Những cái bạn nào mà chọn tụ bài số 3 này thì những bạn này rất là cá tính nha, cực kỳ cá tính luôn. Bởi vì đi nhìn thấy được đây là những cái người rất là friendly. Đầu tiên là bạn rất là thân thiện nè, bạn luôn định hướng mình là một người dễ chơi, dễ hòa nhập, ồn ào. Và có thể là đôi chút là bạn là một người bắt trend rất là tốt, hoặc là bạn là một cái người hơi đua đòi một xíu. Hoặc là đua đòi ở đây là theo nghĩa vui nha, tức là bạn là một người bắt trend tốt á. Cái lá 10 gậy ở đây cho thấy được rằng bạn không có muốn đặt ra quá nhiều những cái gọi là rắc rối trong cuộc sống. Cái rắc rối đây ví dụ nha, cái rắc rối đây ví dụ đó chính là những cái giống như là định kiến nè, những cái luật lệ của bản thân. Bạn không thích bị gò bó, bạn không thích bị áp lực, cho nên trong cái cuộc sống này bạn rất là ghét đặt áp lực lên bản thân mình. Bạn tôn trọng cái tôi cá nhân của bạn, và bạn thích cái sự trong sáng của bản thân mình. Bên cạnh đó, cái hai yếu tố mà bạn muốn hướng tới là làm cái gì thì cũng là dứt khoát, rõ ràng, rành mạch, và khi đã làm rồi thì không hối hận vì nó. Làm là làm hết mình, chứ không có để gọi là dở ương ba chừng ba nạt đồ đó, rồi xong rồi nửa đường gãy gánh đồ đó mọi người, rồi cái đầu ngồi khóc đó. Bạn là một người rất là rõ ràng, và đi cực kỳ thích cá tính này của các bạn chọn tụ bài số 3 này luôn á. Tiếp, vậy thì cái cuộc đời này nó đang muốn bẻ lái bạn, nó đang muốn định hướng bạn như thế nào? Đầu tiên ở lá 10 gậy thai gì á, cuộc đời này muốn bạn á là một cái người gọi là cứ vô âu vô lo đi, cứ đừng có nặng nề quá, thì muốn bạn mở lòng bạn ra, hay mở lòng với cái sự chân thành kia, chứ không phải là mở lòng theo kiểu vui. Tại ở đây đi nhìn thấy bạn thật sự là bạn friendly, bạn mà muốn thân thiện, muốn theo kiểu đó, muốn friendly theo kiểu đó, thì bạn phải là một người mở lòng. Đúng, bạn có mở lòng, nhưng cái mở lòng này của bạn là mở lòng chơi chơi. Còn ở đây á, cái vũ trụ này muốn bạn là Two of Cups, là một cái sự giao kết với người khác, một cái gì đó, một cái sự liên kết và thấu hiểu cái cảm xúc của người khác. Muốn bạn trở thành một cái người, một con người có cái tầng sâu, một cái tầng sâu của cảm xúc nào đó. Bên cạnh đó, thay vào lá Six of Cups thì nó là lá Page of Pentacles. Cái sự vui vẻ của bạn, cái sự hồn nhiên ngây thơ của bạn,
tạo hóa vẫn rất là cổ suý cho điều này. Tạo hóa vẫn nói ok, mày hồn nhiên thì mày cứ hồn nhiên đi, mày nít thì mày cứ nít đi, mày bánh bèo thì mày cứ bánh bèo đi, không sao hết. Nhưng phải đáp ứng một điều, đó là đừng có bị con nít quá mà hãy nghĩ đến những giá trị thực tiễn ngoài kia nữa, ok? Còn đối với lá Two of Swords thì ở đây đi có lá King of Wands, tức là đôi khi quyết định rõ ràng thôi thì chưa đủ, mà quyết định khôn ngoan mới là quan trọng. King of Wands là một cái người, tuy có thể là trong nhà gậy King Wands không phải là một cái người quá ồn ào, trong nhà gậy King Wands cũng không phải là một cái người quá là uy quyền, nhưng mà ông ấy là một cái người ấm áp và một cái người dễ gần. Và King of Wands cũng là cái người mà khi mà đưa cái quyết định thì cũng ít khi sai. Cho nên ở đây có thể là bạn hướng đến là bạn muốn là quyết định rất đẻn, bạn là trắng trắng đen đen, không có xám, một một là 22 chứ không có 1.5. Đó, bạn muốn cái gì nó phải là đúng, sai là sai, chứ không có giữa chừng. Nhưng ở đây á, cái định hướng, cái thế giới này muốn hướng bạn đi theo kia, nó không phải là đúng hay là sai, mà là nó có hiệu quả hay là không trong hành động của chính bản thân bạn. Đôi khi cái đúng đó nhưng mà nó không hiệu quả, cái sai đó nhưng mà nó lại hiệu quả hơn, thì chúng ta nên làm cái sai hơn là cái đúng, ok? Còn đối với lá Eight of Cups thì bạn có lá Three of Pentacles. Hãy cho mình cái cơ hội để sai trái, hãy cho mình cái cơ hội để có thể thất bại. Tại vì thất bại nó đem đến một cái là bạn mới nhận thức ra được việc là bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ từ nhiều người hơn. Bên cạnh đó, cái thất bại nó cũng sẽ là một cái nền tảng để rồi bạn sẽ phát triển được những cái vấn đề cao hơn trong xung quanh bạn. Ví dụ như là những cái job của riêng cá nhân bạn, những cái định hướng của bạn, những cái plan riêng của bạn, những cái gọi là công việc riêng của bạn. Bạn cần có những cái sự thất bại để bạn ngộ ra được nhiều thứ hơn. Và đối với lá Three of Cups thì ở đây bạn có lá Hanged Man. Lá Hanged Man này cho thấy được việc là ok, cái niềm vui vẻ đó của bạn rất là hay, nhưng mà đôi khi cái vui của bạn bạn bị tạo những mối quan hệ một cách bừa bãi. Tức là bạn vui, bạn hơi lan chạ. Nếu mà dùng chữ lan chạ thì nghe nặng nề quá. Lan chạ hay cái gì nó hơi là, nó hơi ghê gớm rồi đó, nó hơi mất nết rồi đó. Còn bạn là kiểu là bạn dễ chơi, nhưng mà đôi khi thì bạn không có để ý đến cái cá tính của những người bạn xung quanh. Thì kiểu ai vui thì chơi thôi, chứ cũng không hẳn là bạn không biết là họ có tốt hay không. Vậy thì hãy xem cái thông điệp của bạn đến với cuộc đời này nó là cái gì. Thì đi có lấy ra một lá trong bộ Oracle đây. Mở. Wow, bạn lấy được lá bài của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thì Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một trong những thánh mẫu, gọi là trong tam tòa thánh mẫu của đạo, gọi là của tín ngưỡng đạo mẫu dân gian Việt Nam á. Thì người ta còn gọi là mẫu thượng thiên đồ á mọi người. Thì cái lá bài này nó có nghĩa là tính duy nhất, cái sự duy nhất, tính độc tôn. Thế là bạn cần phải nhìn vào cái sự đặc biệt của bản thân mình. Bạn đặc biệt và bạn hãy duy trì cái sự đặc biệt đó. Bên cạnh khi bạn đặc biệt rồi thì bạn hãy sử dụng cái cách đặc biệt của bạn để phát triển bản thân, chứ đừng dừng lại ở những cái đặc biệt riêng đó thì nó sẽ bị mai một, ok? Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 4, cũng chính là tụ bài của Dear. Trời, háo hức quá, háo hức quá. Ngày hôm nay lần đầu tiên Dear tự chọn một cái viên đá mà không phải là một cái viên Dear thích. Đây là viên thạch anh trắng. Thật ra nó cũng đẹp nhưng mà không phải là loại đá đi thích thôi. Ok, để đây nào và chúng ta xem đối với đi thì đi đang định hướng mình cái gì. Và đối với những cái bạn chọn tụ bài số 4 này giống như đi thì các bạn và đi cùng nhau đang định hướng bản thân mình là ai, là cái gì trong thế giới này. Đầu tiên The Towers ngược, King of Cups ngược, The Devil xuôi chiều, Hangman xuôi chiều, The Star xuôi chiều. Oh my god. Ok, đầu tiên bạn định hướng bạn xem nhẹ những cái giá trị vật chất ngay cái lúc này. Có thể bạn hiểu được cái cuộc đời này nó là vô định, và cái cuộc đời này là nhiều cái sự biến đổi, nhiều cái sự phi lý, nhiều cái sự phi lý nó xảy ra trong cái cuộc đời này, và nó bất chợt lắm. Cho nên bạn đang học cái cách chấp nhận. Một khi mà nói cho bạn, thật sự bạn đang học một cái cách chấp nhận nào đó. The Tower cho thấy được việc các bạn chú trọng cái nền tảng của sự việc hơn là cái việc rằng là sự việc nó cao đến đâu và rồi nó sẽ sụp đổ như thế nào. Bạn luôn biết rằng là bất kỳ một cái buổi tiệc nào, bất kỳ một cái gì đó, khi nó phát triển đến một cái lúc mãnh liệt nhất thì nó sẽ có cái sự thoái trào, nó sẽ bị sụp đổ đi. Thì lá The Tower cho thấy được việc các bạn không màng đến cái sự sụp đổ đó. Bạn coi cái sự sụp đổ đó như pha như pha, kệ mặc kệ đó. Là bạn chỉ quan trọng là cái nền tảng của cái The Tower, cái nền tảng vững chãi của cái câu chuyện đó nó có tốt hay không. Ví dụ như một mối quan hệ, mình biết rằng mình với cái bạn đó thực ra đi cũng không được xa với nhau đâu, nhưng mà mình không có quan tâm cái điều đó. Mình quan tâm là vậy thì chúng tôi đã làm được gì cho nhau. Đó, ok không? The Tower cho thấy bạn đang cố gắng định hướng mình đi theo một cái kiểu hơi phát xít một chút xíu. Có thể là bạn đang dần dần trở nên lạnh nhạt hơn, bạn đang dần dần trở nên gọi là cục tính hơn, bạn đang dần dần trở nên gọi là lý trí hơn rất là nhiều rồi. Và bạn cũng đang trở thành một cái con người sống tình cảm, nhưng mà bạn giấu cái tình cảm đó vào bên trong. Bạn không có muốn để cho mọi người nhìn thấy mình là một cái người cảm xúc quá nhiều khi ngập khắp ngược. Ở đây cho thấy được thêm một cái là lá Hangman, cho thấy việc là bạn
bắt đầu từ khoảng thời gian khá lâu rồi, bạn bạn đã bắt đầu trở thành một cái người là suy nghĩ rất kỹ, bạn chiêm nghiệm về cuộc đời rất nhiều, và bạn tin vào cái sự may mắn là do chính bản thân mình tạo ra, cũng như bạn thấy bạn là một người đặc biệt, bạn tin vào cái sự đặc biệt của bạn. Cái định hướng của bạn đến trong cái cuộc đời này á, đó chính là thể hiện cho người ta thấy được việc á, bạn là một con người chấp nhận, và bạn không muốn bạn, kiểu như là đối với Đi á, Đi hay nói một cái câu là Đi không muốn Đi là ai trong cuộc đời này cả, bởi vì một khi mình còn nói mình là ai thì lúc đó mình không là ai cả. Cái này thì Đi có đọc trong một cái quyển sách khá là hay. Thế là mình ai đạo công giáo hay gì thì cần phải gọi là mở cái suy nghĩ mình ra một cách thoáng hơn nha. Bởi vì Đi cũng là một người đạo công giáo, nhưng mà Đi đọc một cái câu nói như thế này. Khi có một cái người kia đến hỏi với Khổng Tử là ông là ai? Khổng Tử nói ta là Khổng Tử. Khi có một người đến hỏi với Chúa ông là ai? Thì Chúa trả lời ta là con Thiên Chúa. Nhưng khi mà một người đó cũng đến hỏi với Phật thì Phật nói rằng là tôi tỉnh rồi. Tức là không là ai cả, tôi không là ai cả. Cái lúc đó mới là cái đỉnh cao nhất của cái việc mày là ai. Ok, thì không phải ở đây là Đi đang muốn nói là mình phải cao siêu như vậy. Tức là Đi đang hướng đến cái việc là cuộc sống của mình á, nó là một cái gì, nó là những cái chuỗi ngày qua đi rất là nhanh, và mình nên trân trọng nó. Bên cạnh đó rằng là mình đừng có quá là kỳ vọng, bởi vì á, càng kỳ vọng thì càng thất vọng, đúng không ạ? Càng kỳ vọng thì càng thất vọng, và càng ước ao thì càng vô vọng mà thôi. Cho nên đó, đừng có nuôi bất cứ thứ gì cả, mình cứ sống một cách nhẹ nhàng và qua ngày thôi. Mình hãy làm những điều gì đó tốt nhất cho cuộc đời này, tốt nhất cho cái xã hội này là được rồi. Và đừng có vớ lấy mình là ai cả. Quan trọng tiếp theo, bạn là người chọn như thế này rồi, bạn hoặc là Đi cũng là người có suy nghĩ như thế này rồi. Nhưng mà cuộc đời này nó không có như chúng ta thường mong tưởng đâu. Nó đang định hướng chúng ta như thế nào? Đầu tiên đối với lá The Tower, thì bạn có lá The Well of Fortune. Cuộc đời này cũng có một cái khá là giống cái định hướng, có lẽ là cái định hướng của bạn và định hướng của những bạn chọn cái tụ bài số 4 này á, nó đang có một cái mặt giống nhau, đó chính là các bạn đang đi đúng cái con đường mà gọi là cuộc đời muốn đưa bạn đến, đó là hãy chấp nhận mọi thứ, hãy thuận theo ý trời, hãy chấp nhận tự nhiên nó là như vậy. Khi một cái sứ mệnh nào đó đến cái cuộc đời của bạn thì nó đều có lý nghĩa cả. Giống như cái việc mà Đi biết đọc tarot, Đi quay cái kênh này thì nó cũng là có một cái ý nghĩa, nó cũng là một cái sứ mệnh mà cuộc đời này nó đem đến cho Đi, và Đi đem đến cho mọi người, đó chính là cái sứ mệnh của Đi. Đó, ví dụ tiếp tục ở đây cái lá King of Cup thì đổi ngược lại bạn có lá Knight of Cup. Tuy nhiên cuộc đời không có muốn bạn trở thành một cái con người sầu não, cũng không muốn bạn trở thành một cái người khóa trái tim của mình lại. Không biết lý do tại sao nữa mà từ khá là lâu rồi Đi cảm thấy Đi bị sợ, Đi cảm thấy là Đi không cần thiết cho một cái mối quan hệ hay chuyện yêu đương gì cả. Nhưng đối với cái định hướng của thế giới thì đây bạn có lá Knight of Cup, là bạn cần song sáo hơn trong chính câu chuyện tình cảm của bản thân bạn. Bạn đừng có gọi là trở nên buồn rầu, hay bạn đừng có trở nên gọi là quá yếu mềm trong bản thân mình. Bạn hãy gọi là hãy mở lòng ra và hãy đi chinh chiến đi, bạn hãy chấp nhận cái sự thật tình yêu đi, dạng giống vậy. Ở đây thì đối với lá The Devil thì có lá The Death. Thà The Devil là một cái gì đó mang tính sở hữu, tức là bạn mang tính chiếm hữu, hoặc là bạn muốn cái gì đó, bạn xây dựng cái hình ảnh bên ngoài của bạn là một cái kẻ rất là phát xít, như Đi nói rất là phát xít. Nhưng cuộc đời đang định hướng bạn là bạn nên trở thành một cái người á thay đổi, có những cái sự đổi mới. Bạn nên là một cái người luôn luôn renew bản thân, luôn làm mới bản thân bạn, giống vậy. Bạn nên biết biến mình trở thành một cái bản thể khác nó tốt hơn. Đối với lá The Hanged Man á, suy nghĩ để giác ngộ thôi thì chưa đủ, bạn cần nghiêm khắc hơn đối với chính bản thân bạn. Wow, cái này giống như tự tán vô mặt tôi vậy nè mọi người. Thật là đau khổ, bởi vì thật là Đi cũng suy nghĩ về nhiều về cuộc sống mình, suy nghĩ nhiều về cuộc đời. Nhưng mà nhiều khi mình hơi dễ dãi với chính bản thân mình quá, mình còn thiếu đi cái sự nghiêm khắc với mình, với chính bản thân mình. Ok, tiếp cuối cùng, đó là lá The Star. Thì đây là lá Knight of Swords. Hãy chủ động cho những cái cơ hội của bạn, hãy chủ động cho những mối quan hệ, hãy chủ động cho những cái hiểu biết trong bản thân bạn. Đừng có phó mặc cho gọi là sao ta? Đừng có phó mặc cho tự nhiên, đừng có phó mặc cho cuộc đời này nó sẽ đem đến cái gì cho bạn cả. Ok, nói chung là ở trong đạo Phật có một cái câu rất là hay, đó là cái câu đâu như thế này, đó là con người á thì đừng có nên tùy duyên mà nên tạo duyên. Ở trong đạo Công giáo á thì có một cái câu rằng á là trước khi á mà muốn Chúa ra tay thì mình phải làm hết sức, tức là khi mà mình bó tay rồi thì Thiên Chúa mới bắt đầu ra tay. Tức là mình là con người thì hãy cố gắng hết tất cả mọi thứ đi, rồi hãy trông chờ đến tự nhiên. Ok, ở đây thì Đi cũng có lấy ra một cái lá bài nhằm đem đến một cái thông điệp chung cho cả Đi và mọi người chọn tụ bài số 4 này, không biết đó là cái gì nha. Wow, đó chính là nữ thần Amaterasu. Đây là nữ thần đến từ thần đạo Shinto của Nhật Bản, với cái thông điệp đó chính là cái nét đẹp thầm lặng bên trong.
cái nét đẹp thầm lặng bên trong đó chính là cái vẻ đẹp tâm hồn mà các bạn. Làm sao để có một cái vẻ đẹp tâm hồn? Thật ra vẻ đẹp là vẻ đẹp thì nó rất là vô chừng rồi. Đẹp là cái gì thì nó là đẹp chính là nằm ở trong đôi mắt kẻ si tình, chứ phải nằm ở trong đôi má hồng của thiếu nữ, ai cũng nói cái câu đó đó. Tức là cái vẻ đẹp thì mỗi người sẽ mỗi cách đẹp khác nhau, mỗi người sẽ có một ý hiểu kẻ cái đẹp khác nhau, mỗi người sẽ có một cái chuẩn mực đẹp khác nhau. Nhưng cái vẻ đẹp tâm hồn ở đây là hãy trở nên một người nhẹ nhàng, thánh thiện một chút xíu, hãy biết là mình nên làm cái gì. Cái hình ảnh này nó cũng thể hiện là hãy đi theo cái con đường chân chính và con đường ánh sáng đã vẽ ra cho bạn. Ok, tụi bài số 4 kết thúc. Ok, cuối cùng thì tụi bài của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho cái việc nào mọi người đã ủng hộ cho Dia, cho kênh của Dia. Thì để có thể tiếp tục ủng hộ cho Dia nữa thì bằng hai cách rất là hay thôi. Đầu tiên thì nhớ là subscribe kênh channel của Dia. Và nếu mà bạn cảm thấy muốn phản hồi gì thì hãy comment phía dưới cho Dia biết. Bên cạnh đó các bạn có thể theo dõi những cái kênh truyền thông khác của Dia, ví dụ như TikTok nè, fanpage nè. Bởi vì bên TikTok thì ngày hầu như là Dia sẽ đăng clip rất là nhiều. Còn bên YouTube thì đôi khi thì bởi vì một số vấn đề đi sẽ không có thể đăng clip một cách đều đặn được nữa. Và như thế này đi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì ủng hộ đi trong thời gian qua. Và đi không biết nói gì hơn bằng lời cảm ơn chân thành nhất. Và mọi người muốn đi trải bài về vấn đề gì thì mọi người nhớ comment xuống phía dưới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot Tâm Sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.